Kính bạch sư, con thấy buồn vì những vị sư có chánh kiến thuyết giảng chánh pháp như sư và sư Tuệ Tường thì không nhiều người biết đến, còn những vị thuyết sai chánh pháp Đức Phật thì vẫn nổi tiếng, nhiều đệ tử tin theo, lên các show truyền hình thuyết giảng cho giới trẻ về tình yêu, tình cảm, tiếp cận được nhiều người. Là những người Phật tử thế hệ trẻ, chúng con những người có lòng muốn sửa sang tri kiến nên làm gì để chánh pháp được bảo vệ và tà pháp tà kiến không còn cơ hội phát triển? Cá nhân của sư thì cái hồi mà sư mới vào đạo, sư cũng thấy rất là tiếc là tại sao chánh pháp lại ít người theo như vậy mà tà pháp thì rất là nhiều người mê. Nhưng mà dần á, thì trong quá trình học đạo thì sư thấy là sư có sự thay đổi ở trong cái nhìn. Bởi vì một phần ở trong đó là sư đã đọc được ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói này các tỷ kheo, người trí thì rất là hiếm ở thế gian này, mà kẻ ngu thì rất là nhiều. Rồi cái người mà đi lên, chết rồi mà đi lên về khỏi người khỏi trời thì rất là hiếm, mà số người chết rồi mà đi xuống thì rất là nhiều. Thì vì cái lòng thương đối với rất là nhiều người cho nên là sư cố gắng, sư nỗ lực hoằng pháp, chia sẻ chánh kiến đối với mọi người, những ai hữu duyên. Chứ còn mình phải hiểu là cái chánh kiến nó rất là khó tiếp cận, bởi vì người ta thiếu phước, và bản thân người ta tương ưng với tà kiến chứ họ không tương ưng với chánh kiến. Có những người khi họ nghe chánh kiến thì họ ngứa gan nha, rồi họ ngứa tay, ngứa chân, họ ngứa miệng là họ chịu nổi. Có những cái vấn đề như vậy chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra là quý vị có thể tiếp thu được chánh kiến thì đây là một cái phước và đây là một cái tin mừng cho quý vị. Phải nói là không dễ nha, không dễ có đâu. Do cái bản tánh của chúng sanh, do đặc tánh của chúng sanh. Rồi thì mây tầng nào thì chơi với mây tầng đó, sữa thì đi với sữa, nước thì đi với nước, mà dầu thì đi với dầu. Mình lấy dầu mình trộn với nước thì có để đó 10 năm, 100 năm cũng vậy thôi. Giống như Đức Thế Tôn nói trong Kinh Pháp Cú, như là cái muỗng ở trong cái nồi canh thì không nếm được vị canh cũng vậy. Kẻ ngu mà gần kẻ trí thì chẳng hiểu được người trí, chẳng tiếp thu được cái chỗ tốt của người trí ở chỗ nào. Có nhiều chỗ thì họ gần chùa đấy chứ, nhà sát bên chùa mà có bao giờ họ đến chùa, có bao giờ họ nghe pháp đâu. Không phải ngẫu nhiên nha, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta là người Việt. Quý vị đi thử qua đất Miến đi, thì quý vị sẽ thấy là cái sức tu của người ta như thế nào. Quý vị đi qua thử cái đất Thái đi, rồi quý vị sẽ thấy là người ta kính trọng một nhà sư như thế nào. Người ta bố thí cúng dường, người ta làm phước như thế nào. Rồi quý vị ở Việt Nam thì tự mình biết, có nhiều chuyện thôi làm biếng lười chẳng muốn nói. Thì đó là cái hiện trạng. Đầu tiên là sư trình bày hiện trạng. Và cái thứ hai là cái giải pháp. Giải pháp như thế nào? Sư thì sư nhiệt tình, sư rất là nhiệt tình trong cái chuyện là truyền bá chánh pháp. Nhưng mà một mình sư thì làm sao mà sư làm được nhiều việc? Sức một người có hạn thôi. Thì đó, bây giờ thì mời được Đại Đức Tuệ Tường hỗ trợ thêm cái phần vấn đáp. Rồi có một cái nhóm để hỗ trợ sư trong cái chuyện là truyền bá chánh pháp. Rồi ngoài cái nhân lực, rồi mình còn có cái tài lực nữa. Quý vị đã hỗ trợ thì mình nhắm coi mình hỗ trợ được bao nhiêu,
thì mình hỗ trợ được bấy nhiêu, hỗ trợ bằng sức, hỗ trợ bằng của, kẻ công người nhiều, kẻ sức người của. Thì như vậy á, chánh pháp mới lan rộng được. Sư hỏi quý vị nè, có phải ngẫu nhiên là một vị thầy sư tạm gọi là một người tà kiến mà được mời lên sóng truyền hình, có phải ngẫu nhiên không? Không hề ngẫu nhiên. Cái thứ nhất là cái gọi là mạnh gì gạo mà bạo gì tiền. Có người á, họ đi lên sóng truyền hình là nhà đài trả tiền cho họ. Nhưng mà có những người á, họ lên sóng truyền hình là họ trả tiền cho nhà đài. Cái việc mà làm truyền thông bản thân nó là một cái việc đốt tiền. Mà phải nói là cái Nam Tông của mình á, sư tạm gọi là Nam Tông của mình thì rất là dở về mặt truyền thông. Nó hơi buồn chứ yếu lắm, truyền thông yếu lắm. Rồi hình ảnh âm thanh, mình làm sao đó để nó có thể thu hút được người khác chứ nha. Chứ còn mình chỉ tập trung về cái pháp không thôi thì cũng đúng, nhưng mà cái pháp mà nó không có được trình bày một cách chỉnh chu á, thì rất là khó tiếp cận với nhiều người để bắt kịp cái khuynh hướng của chúng sanh thời đại bây giờ. Đó là chưa kể để có thể lên được các cái phương tiện truyền thông đó. Thì đó là những cái sự chia sẻ của sư. Và không biết thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ về vấn đề như thế nào về vấn đề Hoằng Pháp? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, đây là câu hỏi chính á. Quý vị hỏi là nên làm gì để chánh pháp được bảo vệ và tà pháp tà kiến không còn cơ hội phát triển. Quý vị, như ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị, Thế Tôn ngài nói rất là rõ, giáo pháp của Như Lai có được tăng thịnh, có được trường tồn hay không là nhờ vào tứ chúng. Nhưng mà phải hiểu mình nhờ vào cái sự hòa thuận của tứ chúng. Đó là ai? Đó là tỳ kheo ni, cận sư nam, cận sư nữ. Lại nữa, trong tương ưng, quý vị, trong tương ưng á, mà tương ưng nhân duyên á, thì ngài Cấp Sát Bá có hỏi Đức Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, khi nào mà diệu pháp biến mất? Thế vậy, cái diệu pháp này, thưa vị, khi mà nói diệu pháp á, tại sao mà sư lại đề cập cái diệu pháp biến mất? Khi mà chánh pháp á được trường tồn á, nó thể hiện qua trong kinh có nói là sao này: khi mà tỳ kheo ni, cận sư nam, cận sư nữ mà sống á, có cái lòng tôn kính nè, rồi sống tùy thuận bậc đạo sư nè, sống đúng chánh pháp chúng tăng, rồi học giới rồi thiền định, thì những cái điều này nè thì đưa đến giáo pháp được trường tồn. Cho nên khi quay lại câu hỏi này á, để nói là bảo vệ chánh pháp á, thì bản thân hàng cận sự chúng ta phải luôn an trú vô pháp học, tức là những lời dạy của ngài, và mình đem ra thực hành để mình nếm được hương vị pháp bảo, thì cái đó là cách mà mình bảo vệ chánh pháp là hữu hiệu nhất, thưa quý vị. Bà tôi đúng tinh thần là Phật dạy luôn đó, đúng là kinh điển đó. Đó chứ không phải là mình nói là mình mang danh là sứ giả Như Lai rồi mình học á, bản thân mình học á, học không tới đâu, mà hành học á, thì kiến thức á, thì chấp vá. Xin nói kiến thức chấp vá là rất là nguy hiểm nha. Thà là không biết luôn còn đỡ, còn biết mà biết không tới á, râu ông này cắm cầm bà cọ nọ kia, mà đi thuyết giảng mang danh là sứ giả Như Lai, đi thuyết giảng, đi làm pháp sư, đi làm thiền sư đó, và trong khi mình dạy toàn đi ngược lại Phật dạy không mà, rồi mình chủ trương, mình cổ suý, mình đưa mấy cái tư tưởng của cái ở ngoài, cái tư tưởng ngoài là dạy Đức Phật, mình nói mình đưa áp dụng vô, mình nói vậy là cái sự hòa đồng để cho uyển chuyển, để cho chúng sanh nó dễ tiếp nhận, thì cái này là sự ngộ nhận đó. Cho nên là
để bảo vệ chánh pháp á, cái điều tốt, cái điều mà đầu tiên á, tốt nhất là bản thân chúng mỗi chúng ta phải có kiến thức á, về những lời dạy của Đức Phật á, đúng đắn, phải có chánh kiến vững rồi đó, không rồi mình thực hành, mình có sự trải nghiệm, mình có nếm được hương vị pháp bảo đó. Thì cái đó chính bản thân mình thôi, mình khỏi mang danh sứ giả Như Lai. Tại vì thưa quý vị, tại vì khi mà nói là mang danh sứ giả Như Lai, nó có tới tám tám điều kiện thưa quý vị, tám điều kiện đó. Thì trong một một lúc khác thì sư sẽ, nếu mà có ai hỏi những vấn đề đó, sư sẽ trình bày vấn đề đó để cho quý vị hiểu. Chứ mình không có, mình đừng đừng đôi khi mình đừng có ngộ nhận rồi mình nói là mình bảo vệ chánh pháp này nọ đó. Cho nên là để bảo vệ chánh pháp, tốt nhất bản thân mình là phải là người 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 mà có cái chánh pháp, có cái chánh kiến đã, thì mình mới bảo vệ được đó. Rồi giống như á, trong trong kinh Tương Ưng nãy sư có nhắc rồi đó, là mình sống mình phải có sự tôn kính, tôn kính lẫn nhau. Giống như là trong hội chúng tỳ kheo đi đó, thì có phải có tuần tự thứ lớp tôn trọng giới luật, kính trên nhường dưới, thì các vị cận sĩ nam cận sự nữ cũng vậy nữa, mình cũng tôn kính các vị tỳ kheo. Rồi mình hộ độ cho tăng chúng, để đó, chính vì những cái điều kiện đó vị, thì giáo pháp mới tăng thịnh được. Xin thưa quý vị, thật sự cái vấn đề này là khi mà nói đến đó, nó cũng là vấn đề mà rất là nhức nhối. Giống như Đức Hành Tại có nói chư vị đó, cái nhưng mà khi mà nói vấn đề này, chúng ta phải quay lại bối cảnh mà trước khi mà Bồ Tát đản sanh, hay là trước khi Đức Phật thành đạo, thì vốn dĩ á, ở trên cõi Ấn Độ thưa quý vị, là những cái giáo phái, những cái giáo phái mà ngoại đạo nó đã tăng thịnh dữ lắm rồi, cũng như có những cái sáu giáo phái mà lớn nhất, sáu ngoại đạo đưa hồi xưa đó đó, quý vị phải hiểu đó. Trong đó nó đi gieo tà kiến đủ thứ, chân mà riêng có ba tên giáo chủ mà sư nhắc hoài đó, là gieo tà kiến ác cho đến chúng sanh. Cho nên đó, là chúng ta phải hiểu vào thời này được tiếp cận giáo pháp đó, là một điều rất là rất là khó, cực kỳ khó, phải nói là cực kỳ khó. Cho nên là nếu mà cái vị hỏi câu hỏi này nè, mà ý thức được, thật sự mình ý thức được cái việc bảo vệ chánh pháp đó, thì sư có lời khuyên, một lời khuyên chân thành, mình hãy cố gắng mình học, mình hành pháp cho nó thật kỹ, thì mỗi cá nhân mình đó, là chính là người bảo vệ chánh pháp rồi, đúng không? Chứ nếu mà mình không ý thức được cái việc đó đó, không ý thức được đó, mình không cố gắng đó, mà mình nói mình phải mang một cái sứ mệnh gì đó, mình phải làm cho giáo pháp nó được bảo tồn, rồi mình nó bản thân mình chưa học, mình chưa hành chưa rõ nữa, rồi chẳng những mình không có bảo vệ được chánh pháp thưa vị, mà mình thậm chí mình còn gọi là mình còn phá thêm nữa, rồi bản thân mình nó sẽ đem cái sự đau khổ đó cho bản thân mình đó, ngay trong những kiếp tương lai. Là sao? Là quý vị đã không, kiếp này quý vị đã không có thật sự một người chánh kiến, một người bảo vệ pháp đúng, chánh pháp đúng nghĩa rồi, thì những kiếp tương lai mà không có Đức Phật, quý vị nghĩ đi, thì miễn không có giáo pháp về Phật toàn giác, thì đương nhiên là lúc đó là chỉ toàn là tà pháp thôi quý vị đó. Cho nên trước khi kết thúc câu hỏi này á, cho trả lời đây nè, thì sư cũng mong muốn là có hai cái điều này quý vị phải làm được cho sư, đó là cái niềm tin, quý vị củng cố niềm tin chân chánh đầu tiên nha. Cái niềm thực hành, tại khi có niềm tin mà đúng đắn thì cái việc mà thực hành, rồi cái chánh kiến của vị đúng đắn, đầu tiên cái niềm tin đúng đắn nè, củng cố niềm tin sư. Rồi thứ hai á, là cái chánh kiến, tức là cái đại diện cho trí tuệ thưa vị đó, hai cái đó đó, hai cái này là cái điều mà đầu tiên phải lưu tâm. Và cái điều thứ ba lại còn là quan trọng nhất nữa, đó là gì? Đó là để cân bằng được á, cái niềm tin mà là trí tuệ nó cân bằng nè, để cho cái việc mà học và hành pháp với vị á, quý vị gọi là quý vị bảo vệ được chánh pháp á, thì quý vị hãy cố gắng sống với đời sống mà chánh niệm tỉnh giác đó. Thì khi quý vị sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác á, thì cái niềm tin và cái trí tuệ quý vị cân bằng á, thì lúc nào quý vị á, cũng đúng nghĩa nha, sẽ gọi là tạm thời gọi đúng nghĩa là một cái người gọi là sứ giả Như Lai, là bảo vệ chánh pháp. Bảo vệ chánh pháp được Thế Tôn được trường tồn, không để tránh để bà cũng là tránh, như quý vị nói đó, tránh khỏi tà kiến tà đạo, vân vân. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.
Vâng, cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ về vấn đề bảo vệ chánh pháp. Và như sư đã nói từ rất là lâu, đó là cái cách bảo vệ chánh pháp tốt nhất chính là hãy thực hành chánh pháp. Thì khi mà chúng ta có sự thực hành thì chánh pháp tự nhiên là sẽ được bảo vệ. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.